em mình dình dình phát hiện thằng Huy nó dám vào nhà, nó bê con lợn đất, nó định đang định bê ra cửa thì may sao anh em mình kịp thời là lấy lại được con lợn đất, hay là dọa nó chạy rồi. May thế nó vẫn tình vào đây, nó lấy lại con lợn đất của nó anh em ạ. Đấy, anh em mình phải bảo vệ con lợn đất nhá. Hai thằng trẻ Châu Minh Vương và thằng Cu Linh đang làm gì kia anh em ạ? Nó đang ăn gì ấy, ra xin luôn, nó đang đói anh em ạ. Buổi chiều này rất là đói. Đấy, nó có đồ ăn phải ra xin luôn. Ui, ui này. Trẻ Châu, chúng mày làm gì đấy? Ui thơm đấy. Ui mùi thơm thật, mùi như mùi thịt bò à? Ngon. Ui cái này là cái gì đấy? Hả? Đây là que cay. Đâu, anh xem nào. Đây. Wow, tôm à? Khét nhỉ? Que cay ngon lắm. Được ấy. Qua được không? Không. Hả? Ăn được không? Ôi, bọn mày ăn được xong cho em. Hả? Là bụng mẹ anh. Cái này nó gọi là que cay gì nhỉ? Qua cay tuổi thơ. Tuổi thơ á? Thế sao chúng mày không ở trong nhà bảo vệ con heo đất tí hút ghi nó vào sao? Hả? Mày nếu mà mồm mày còn cho anh á, thằng này mày vớ vẩn. Thôi, anh với Linh chơi với nhau anh em chân tình. Không, mày ăn rồi, đây, cho anh cái khác. Hai thằng mày. Chúng mày không cho anh ăn đúng không? Cái này dáng vào mồm đấy là mình không ăn được các bạn ạ. Khinh thường mình rồi đấy, bọn này cứ có đồ ăn là khinh thường mình em nhá. Đấy. Mà cái kẹo này vị gì mà em thử rút ra. Em rút ra xem cái vị gì mà từ nãy giờ anh thấy rất thơm đấy. Vị bò. Bò à? Nó dài như này à? Nó như cái tăm. Ui thằng Vương nó ăn cả mảng này. Có cay không? Cay lắm. Ôi. Wow. Ui. Ăn ui. Ui ơi. Hai thằng. Mà mua cái này về thì chúng mày đừng có mà đòi nhá. Nhớ mặt chúng mày đấy. Mà nhớ mặt. Nhớ mặt đấy. Cày đấy em ạ ơi. Đang đói ra tưởng chúng nó cho ăn nó ra là chúng nó tống hết vào mồm chúng nó ăn. Bực chứ. Nhưng mà cái kẹo gì đấy. À cái bánh gì nó dài dài. Ăn hình như là mình không nhầm nó gọi là cái đuôi bò ấy. Nhưng đuôi bò giả nó kiểu làm vị bò ấy. Mà thơm lắm ngon. Đấy cái cay còn giòn đấy. Nó đã thế chúng nó khinh thường mình nhỉ. Mình sẽ đi mua đuôi bò mình ăn. Nhưng mà mình sẽ mua cái loại siêu to khổng lồ. Dài hơn chúng nó. To chúng nó ngon hơn chúng nó vẻ. Cho bọn này biết mặt luôn nhé. Khinh thường mình không được đâu. Ok. Rồi đi ra mua đã. Đi tìm mua đã nhé. 1000 years later. Sau một hồi đi lùng thì mình cũng đã mua được một bịch đuôi bò rồi anh em ạ. Đấy. Đuôi bò giống như của bọn trẻ trâu nhưng mà của mình ấy, cái loại này nó to hơn và nó dài hơn, nó siêu ngon anh em nhé. Đấy. Và không lịch trình thiệt nữa. Để ra mình sẽ bóc ra xem cái gói này nó như thế nào nhé. Không ngon không? Mình mua hàng nó phải gọi là đẳng cấp luôn anh em ạ. Wow. Ê, anh em nhìn gì chưa? Đấy. Trời. Cái gói đuôi bò của mình nó siêu to khổng lồ luôn. Anh em thấy chưa? Ấy, đây là hình con bò luôn này. Đấy, của mình nó xịn như này mà. Đấy, anh em nhìn cái đuôi này. Đuôi nó to này. Dài hẳn một gang tay luôn nhé. Bọn kia tí hình này. Đấy mà cái đuôi này nó to à. Đấy, một ngón tay của mình luôn. Bọn kia chỉ bằng cái que tăm thôi. Đấy, mình mua đây là một gói này. Đây là hai gói này. Rất là to à. Ba gói. Siêu to khổng lồ luôn. Cay thơm ngon nhá. Đấy, giờ mình sẽ bóc ra mình ăn thử cái con đuôi bò này xem nó uy tín không. Đây, đuôi con bò này. Đấy. Wow. Ui, anh em đã lần nào thấy cái đuôi bò khổng lồ siêu to này chưa? Đấy, ăn thử cái nhá. Ngon luôn. Cái này nó vừa cay vừa giòn, đấy, vừa dai như đuôi bò luôn. Wow. Anh em nhìn này, đuôi bò nó phải thế. Đây nó có vị màu vàng nhá. Ăn như kiểu quẩy ấy, anh em ạ. Nhưng mà nó cay, nó giòn, rất là ngon. Bọn trẻ trâu chắc nhìn cái này của mình chắc thèm lắm ấy. Rất là dai luôn. Gì đấy? Anh không biết cái gì siêu thọ khổng lồ. Anh ơi, tuổi thơ khổng lồ à. Ê Huy, cho anh xin miếng đi. Thế đồ của chúng mày đâu hết rồi? Đồ đâu anh, cắn ra cho anh. Vậy ta sẽ cắm một đống vào mồm đâu hết rồi? Mình ăn hết rồi. Thế là với anh chim cho. Anh là sao không tí nữa đâu, anh ăn mắm đi. Lần nào mà anh thế. Ê, mày thấy của anh siêu to khổng lồ, mày định bà mày xin á? Cái này to to hơn như mặt luôn. Ăn cái này bao giờ chưa? Chưa. Sợi của nó to hơn ngón tay. Dài như quẩy. Anh cho xin một, đúng một cái rồi. Một cái. Một cái, đúng một cái. Ăn đúng một cái rồi. Một cái. Lắm chục. Vớ vẩn thì đòi ăn của anh có ba quái cơ. Hiểu chưa? Ui, ba quái cơ. Anh nhớ anh ăn hết làm sao được. Hết làm sao được. Thôi nha. Lần này cảnh cáo nhé, lần sau có gì ăn phải chia sẻ nhé. Đấy, bây giờ cho chúng mày hẳn một gói ăn cho nó thoải mái. Đấy. Em xin, em xin. Ủa, dài hơn không? Dài giòn sật sật luôn. Đuôi bò dài nhỉ. Sụn à? Đây là đuôi bò người ta đã mà sụn.
Dài. Dài quá anh Hùng ạ. Dài mới ngon, đuôi bò phải giòn giòn ngon như. Anh còn hai gói đuôi bò nữa này. Đấy. Ăn nó phải như thế, hiểu chưa? Một gói là 100 cây luôn. Là 100 cây mà cái sợi nó to đúng rồi. Đúng rồi. Cái sợi của em vừa biết tí. Bây giờ anh mua cái này nhá. Thứ nhất là vừa để cho anh em thưởng thức thử đuôi bò siêu to khổng lồ. Thứ hai là tí nữa anh sẽ đặt bẫy thằng Huggy. Sáng nay nó vào nó lấy con lợn đấy. Đúng. Nếu mà chiều nay kiểu gì nó quay lại, anh phải dùng cái này anh đặt bẫy. Huggy kiểu gì nó thấy đuôi bò ngon ngon này nó cũng đến. Nhưng mà mấy anh ơi, mấy này anh em mình ăn trộm đồ ăn của nó, nó vào nó lấy luôn nha. Không sợ. Mình mua rất nhiều đuôi bò siêu cách khổng lồ nhá. Hôm nay mình cho anh em ăn thử một gói. Còn một gói này để dành, một gói nữa là để bỏ ra bẫy thằng Huggy. Kiểu gì tí nó đánh hơi cái này nó cũng vào. Anh em mình sẽ xử lý nó. Em hiểu không? Ok luôn. Ôi, cái này em phải ăn cả cụm. Ấy. Đem đem. Há quá. Ăn 5 cái. Ui thằng Vương tham ấy à? Ngon không? Ngon lắm. Tôi 4-6 đủ rồi. Lạ. Ui cô Linh như mọc râu. Ui cô Linh như mọc râu. Rơi rồi. Mày ăn kiểu gì đấy? Được. Ở ăn cẩn thận nhé ông nghe. Ui mình có hai gói thằng cụ Vương nó cầm cho bọn trẻ trâu đi đâu. Hơ? Gì đấy? Ui cái gì mày đá cái gì đấy? Anh ui mày cầm gói ngày quay đi đâu? Em định cầm cái này xuống mời bọn trẻ trâu ăn. Ừ. Sợ ăn không hết. Ừ. Em thấy thằng Huggy Guggy. Ừ. Và thằng Rainbow Friend. Ừ. Hai chú như bây giờ hợp tác với nhau đang đuổi đến trên đây này. Nó đuổi mày á? Ừ. Mày rốt đấy. Anh bảo cái này để dùng để bẫy thằng Huggy, mày lại đi cầm xuống từ đấy nó ngửi thấy nó chả đuổi mày. Nhưng mà đi cầm xuống cho trẻ trâu nó chẳng ngửi thấy. Mời bọn trẻ trâu xóm mà. Thì thôi bây giờ nó thắt lên đây rồi đúng không? Ừ. Bây giờ bắt quái này. Chuẩn bị đặt bẫy cho nó nhanh. Ừ. Nhân tiện cả thằng Mommy cả thằng Rainbow đúng không? Đúng. Bắt luôn. Bao mày. Cho nó biết thế nào lấy độ. Em giải giữa sân cho anh. Giữa sân anh thành một cái dây anh hay. Em cứ để vòng tròn hay cái gì được. Xếp thành cái hình gì đó đi. Ngôi sao đi cho nó đẹp. Ngôi sao nhá. À. Cho nó tò mò. Em có biết chép ngôi sao không ấy? Em biết, em trùng ghép ngôi sao. Hôm nay em mình hy sinh một cái gói đuôi bò này để ghép một cái hình ở đây. Để tí nữa dụ Huggy và Rainbow Friend vào đây để anh em tóm luôn. Đó. Anh em mình đang đặt cái đuôi bò này, siêu cay này để làm thành một cái hình để thu hút Huggy và Rainbow Friend, chắc là cái con Blue đúng không Vương? Đúng rồi. Là con Blue ấy vào đây để cho nó vào đây nó tập trung vào đây nó ăn. Sau đó anh em mình sẽ lấp ở cửa kia, xông ra bắt luôn hai đứa nó luôn nhá. Đấy. Hôm nay quyết định là sẽ cho chúng nó mắc bẫy luôn. Nhà mình đã bảo Minh Vương đang xếp chữ Huggy đúng không? Đấy, để cho Huggy nó nhìn thấy chữ Huggy của nó, tên nó phát là nó thích luôn. Đấy. Còn đây là hình ngôi sao nhá. Anh em nhìn thấy gì chưa? Đấy. Mình cho ghép một cái hình ngôi sao bằng cái đuôi bò siêu cay, đấy, ngôi sao 5 cánh, đấy, cái mồm đang cười. Còn đây là chữ húp, còn thiếu chữ y, thiếu một chữ y. Wow, xong chưa? Xong rồi. Khẹt nha, đấy, sai húp gì bằng đuôi bò, còn đây là hình ngôi sao. Ok, quả này rất là cuốn hút luôn, quả kiểu gì cũng câu được bọn húp gì vào đây. Bây giờ chờ chúng nó vào, anh bảo đây. Tí nữa mà đợi chúng nó mải ăn cái này tranh nhau nhá. Anh em mình mỗi thằng một bên xong cầm lồng cái này vào khóa cổ đấy. Thôi mày cứ để tạm đi, không sợ. Cứ để đây tí nữa cần này ra. Anh em lấp đi. Ui dồi, liệu nó có tranh nhau không em? Có đấy. Anh em này, cái lẩu đôi bò anh em mình xếp đầy kìa. Ấy, hình mặt, hình ngôi sao luôn. Nhớ yeah. Bọn Rainbow Friend nó vào rồi. Ui, ôi bọn nó liên kết với nhau vừa. Ừ. Đúng hai thằng màu xanh cũng khác. Chúng nó giành nhau anh ạ. Ui, nó bắt đầu ăn rồi. Ui, trời. Ui, chúng nó ăn ngấu nghiến em ạ. Ui, nhầm. Ui, nó lém nhau vừa. Chưa biết. Vương ơi,
nó đang tranh nhau chứ hung hiểu. Phá rồi, phá rồi, phá rồi. Ui, lại tranh nhau. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, em ơi, tôi đứng gần rồi. Ba, ui, khóa rồi. Khóa rồi. Yeah. Bắt mày nhá. Ai à, ai. Ui, 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 ui. Chúng mày bị nhốt rồi. Ui, 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 chạy, 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 chạy. Ôi, đại ca. Thành công luôn. Rồi nó đập vỡ hết rồi. Vỡ cái này. Ôi rồi. Con lợn đất này. Ôi giời ơi. Tan hoang rồi. Ui. Ôi. Ui ơi. Ui ơi. Tan thành rồi em ơi. Tan thành rồi. Ôi nhưng mà chứng tỏ con lợn đất này trong không có cái gì. Không có cái gì cả. Mà sao của nó lại đập đi nhỉ? Em không biết được. Hay là nó bực quá. Hay là nó con... Hay nó bực quá. Hay nó có mưu mô gì đấy. Hay là nó để con lợn đất giả thôi. Đúng không? Khả năng con này con giả nó lấy con thật về rồi mình không biết rồi.